Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy Công an thành phố Cần Thơ vừa triệt xóa đường dây vận chuyển trái phép chất ma túy từ thành phố Hồ Chí Minh về Cần Thơ và các tỉnh miền Tây tiêu thụ. Vào lúc 14 giờ 30 phút ngày 10 tháng 1 năm 2022, tại khu dân cư Hồng Loan, quận Cái Răng, Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy Công an thành phố Cần Thơ khám xét đối tượng Quỳnh Quang Tuấn, ngụ tại phường 11, quận Bình Thạnh, thành phố Hồ Chí Minh và Trần Thúy Vi, ngụ tại phường Tân Tạo, quận Bình Tân, thành phố Hồ Chí Minh, thu giữ hai gói ni lông bên trong chứa tinh thể màu trắng. Bước đầu Tuấn khai nhận đây là ma túy đá, với tổng khối lượng 30,9401 gram, một phiểu bằng thủy tinh để sử dụng ma túy và một số tăng vật khác có liên quan. Qua làm việc ban đầu, Quỳnh Quang Tuấn và Trần Thúy Vi thừa nhận đem số ma túy đá trên từ thành phố Hồ Chí Minh về Cần Thơ bán cho các con nghiện ở các tỉnh miền Tây.